quả nó trong nữa, trong đỏ đỏ, ăn nó cũng gần gần như kiểu cái quả nắng ấy nhỉ, to lắm mọi người ạ. Cho vào lá thì sang bên kia nó đốt để ăn chỗ này mọi người. Cái này nhiều rồi đấy. Con ở cái chỗ lại vân vân. Anh em thượng nguyên, chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Hôm nay lại anh em lại đóng ba lô lại đi di chuyển sang cái lán đi trước anh em đi ạ. Lâu lại chuyển vùng sang vùng rừng già xem như thế nào. Đây có cây này, giống cái loại cây nhỉ, quả sổ hay nhỉ. Nó quả nó bé nhỉ. Quả xài ghê. Đây. Mẹ này sao cũng hay ăn, giống y như quả sổ nhưng mà lại quả bé, giống như quả sổ như quả to lắm. Không được quả nào à? Tìm quả nào vừa rụng á, nó rụng lâu nó hay bị thối. Quả nó ở trong này mọi người, trong đỏ đỏ, ăn nó cũng gần gần như kiểu cái quả nắng ấy nhỉ. Ở trong nó có cái nhìn nhảy như quả nắng. Nhảy đó. Vị ngọt lắm. Em phải dụng nhiều nhỉ. Cái con. Đây cái con. Ừ, nhiều phết nhỉ. Lá nó y như cái cây sổ nhỉ. Ừ. Là loại quả bé. Loại quả bé nhỉ. Cái cây này nó cao, nó thấp như vậy thì. Ông à. Được. Ông đâu nhỉ? Bay qua mất nhỉ. Ú ù luôn hả? Ông mật. Bay nhanh nhỉ. Này sử dụng nhiều cho anh em ăn. Chỗ cây này có con ong. Ong to ghê thật. Ui, thò đầu ra. Đây trước anh em có nhiều anh em hay bắt để đốt ăn cũng ngon. To lắm mọi người ạ. Mấy con này như mấy con già. Được đùi 2, 3, 6 con. Còn 2 con bay mất. Không được 8 con nữa. Cái con này còn nữa. Con này kêu nữa này chắc chạy mất rồi. Hết rồi. 8 con mà. 72 con. Cho vào lá thì sang bên kia nó đốt để ăn. Lần này ăn thơm lắm. Này chú họ ong. Có dây rơi không? Không có à?
Cái này có đâu 4-5 gốc nhỉ. Em có quả sóc chuột ăn ghê lắm nhỉ. Anh em tranh thủ lấy ít lá cọ khô để tí nữa đi sang bên kia để đốt mấy tổ tôm tôm. Thì trước anh em đi đã gặp 3 tổ nhưng mà tí nữa đi chắn ha. Nhưng mà đốt một tổ đủ ăn rồi thì thôi, không đốt hết. Không biết là cái tổ đấy nó còn ở không nhỉ? Hy vọng vẫn còn ở để nhầm đỡ tôi phải đi kiếm. Không biết là một cái hang chuột cho nhầm vậy còn có ra không? Nhưng đi vẫn phải xem thử. Bệnh lại mai cho lại làm kia thăm luôn. Tận đâu hả Lũng thấy à? Anh em lên cái gốc chồm kia để đốt xem có nhiều không. Mỏi thế nhỉ. Lại này chủ yếu đốt chập chập tối nó hay không có cứt đốt buổi sáng với buổi trưa vẫn còn vì đêm nó bị ăn đấy phải bỏ đầu bỏ cứt. Giờ anh em cũng đang đốt trưa đây. Cái vách đá này cũng có à? Đi coi cái đá trước. Vách đá có chỗ mà hốc mà sâu có nhiều đấy. Còn to đấy. Đây này vẫn có này. U nhờ. Còn lại to nhỉ? Ừ. Cục to nhỉ? Chui hết vào rồi. Chui hết vào. Nhiều lắm mà chui hết vào chỗ góc góc kia. Thấy mỗi một hai con ngoài này. Thì nó đốt nó khác nhảy ra. Mấy cái hốc chỗ này không có à? Có để ý thôi. Chỗ này không có ỉa này. À, có dâu không nhỉ? Có dâu à? Ôi, cẩn thận dao nhé. Ôi. Cái này bị ỉa nhiều này. Ôi. Ủa đấy, có một con ngồi đựng ngay đây luôn này. Bên này nhiều lắm này. Chú hết vào. Xử lý ở cây phía trước đã nhỉ? Rồi. Mà làm này ở ngoài luôn nhỉ. To nhỉ. Rộng ngay ngoài này luôn. Nghe ăn cái địa. Đây thần. Có 3 con. To mà to. Chú hết vào. Chỗ này phân nhiều này. Nhiều lắm. Chỗ này mọi người. Chỗ này nhiều thật đấy. Chỗ này có phải các loại vằn vằn ở ngoài này đâu. Là mốc mà. Được. Làm lấy cái cây này trước đã nhỉ. Cái này bé này có biết luôn được thử vào không? Tí xem nữa.
Này nó ở cái hốc cây này. Trên biết thủng này, chắc chặt thủng chứ. Được rồi. Chạy lên hết. Khó thấy nhỉ? Khó, hẹp quá. Đốt được bao nhiêu đốt thôi, đốt đá. Đá nó đủ ăn thôi nha. Chạy cái lên trên thôi, mãi chạy lên trên. Trong này xem nó ở ghê nhỉ. Xem chả thấy móc tí nào nhỉ, xem nó ở. Nhẵn luôn. Cái nào thì nhăn nhẵn. Mấy chặt chặt ít cái này cho nó đỡ đấy, hay tí cho vào sợn kín con chết luôn. Cái này xác định là khó đốt. Mình chặt tí nữa lên cao củi cả đến. Ừ. Nó có khói rụng hết. Không cháy à? Lá kia rồi, khô hơn. Khô khô đấy, nhẹ tí mùi. Siêu to khổng lồ kia. Cái kia to như xuống rồi. Kia mỗi ngoài thì thôi, mấy con ngoài thôi, còn ở trong cũng có loại mốc mà. Phải là ân vần này. Ôi. Chết rồi. Ôi. Đang rụng mà. Này phải xác định lại, không chạy làm mất ạ. À. Cho nó ngửa cái kia. Vẫn không chịu cháy nhỉ. Bí quá. Nó lên cao quá, đốt nó không dụng của con nào. Cao quá. Lại cái chỗ này hơi hẹp nhỉ. Chỗ này nó bị hẹp quá nhỉ. Ừ. Dao đợt hả? Đây này. Tiếp một cây kia nhỉ? Có nhưng mà rõ nhiều. Mình cao quá. Lỗ nó bé. Củi không bảo đảm. Ngay con chỗ đấy à? Hả? Chỗ kia, ngay chỗ đấy à? Ngay chỗ đầu đầu. Càng cháy rõ to. Để kính này, cháy khói ra. Ừ. À rồi nhỉ. Để đi nhanh vào. Úi. Nảy ra mấy con. Đủ ăn không? Nghĩa đốt bên kia nữa. Ô này còn thò dâu đây này. Mình con này chạy ra đây, con sóng. Chạy. Này lên. Nó mất rồi. Nằm ghê rồi. Đây này không phải loại vần vần. Ơn vần làm to hơn. Ừ. Lại mọc mọc. Ủa, trên nó còn này. Chui hết vào trong. Ủa, trong còn nhiều lắm kìa. Sâu quá nhỉ. Đây ngày xưa chắc lửng nhỉ. Trước lửng làm lỗ. Nó vào nữ. Trong còn nhiều lắm mà. Đây này, cái này có một con không lên đến đâu. Không đến. Đây phải kiểu có màn là cái lưới gì nhỉ, quầy này. Chùm nhỉ. Được hết ngay. Rõ nhiều. Để đốt
bên kia thì đốt đạn dưới còn cái nữa. Nhiều thế mà được mỗi tí này, chạy vào hết rộng quá. Tại nó có mấy cái hàng bé bé, hàng sâu sâu. Đấy, con này đốt loại vằn văn này, cái kia này. Văn là nó to. Đây lúc cũng thấy có mà. Đây là một con vằn vằn. Ui, loại vằn to thật đấy. Có con nào nhảy được ra luôn. Bỏ sâu quá. Ghê nhỉ, loại này to thật đấy. Chưa hết vào còn được mấy con đấy. Con ở cái chỗ lại vần vần. To hơn loại màu mông mốc kia nhỉ. Ừ. Chỗ này chạy hết rồi. Đó là con ơi. Xuống siêu to. Bữa ăn vào buổi trưa rang lên. Họ nhiều mà cao quá nhỉ, cái đấy mà hốc mà nó không vào sâu tận trên thì được nhỉ. Sâu quá, đốt lửa không đến. Cái đấy chỉ chờ chập chập tối á. Lấy màn nó quay hết chỗ đấy, nó nhảy ra nó vào hết màn mà. Ngay to cả mấy con ong vào đấy à. Ừ, tất. Làm sao chẳng luôn giòn. Nhiều mấy con giòn này. Ngon. Tiếc rồi. Cao quá nhỉ. Nó không cao gì. Ngon cao đấy. Cùi cả đến. Lửa cả đến. Để nước cả sang đấy.
cơm thôi nhỉ. Ừ. Đó đó. Mày mới sang em đi rồi. Lúc đi là đi thăm mấy bậy từ lúc sung kia là nhầm con sóc. Phải đi luôn, còn có mua để nhắm, không nhắm cái này không được. Nói. Hôm nay là nhầm nhịn rượu, tối mới uống. Mò rượu chứ. Chưa mệt lắm. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Năm con ong. Sáu con. Giòn không? Thơm quá. Loại ong lúc bổ bên chỗ gặp hai cái cây khô. Tám con mà. Chạy mất hai con. Đùi em vàng là béo nhỉ, nhìn vàng. Ôi dồi, được ngon, thơm nhỉ, nướng này. Cái này ăn rất dài mình. Món này chúng ta lúc phải bỏ hết chân, ít quá anh em lười phải vặt đắm cái chân. Món này ăn cái chân này rát mồm lắm, ăn nhiều cắn mồm. Chân nó từ trong cưa. Ăn bùi thơm món này. Vì thế đừng có soi cây kia nữa, cả dồn lên. Cây kia đừng soi. Ăn. Hiểu không? Này cũng hay, đặc biệt toàn để ăn đêm. Ong hết à? Đấy. Còn. Bé béo ngay ngậy nhỉ. Làm tí tịa một xuống. Đi thế. Thế thôi, dạ dày nó. Tịa. Tịa non. Đắng đắng ngon. Đắng mùi mùi cường một tí nhỉ. Mùi mùi quả sung. Đầu cái cậu. Người ơi. Làm số đuôi. Toàn cái nào không ngon cho tao hả? Ngon rất đầu sóc. Thế một cái trái. Quả ngon. Cái ở đây ăn rất ngon. Cái này phải tay tái không? Béo thế lại có đuôi rồi.